Giờ người đã bước bên ai không phải anh, giờ người đang dậy bên ấy. Ủa, chú Sự, sao tự nhiên ngồi đây chiêu với vậy ta? Thất tình hả? Không hát karaoke ta. Đi làm về rồi à? Dạ. Hiện hồn về đó phải không? Hiện hồn ghê vậy? Bữa nay chú trị tội bay nè. Ủa vụ gì nữa? Bé Trang đâu? Trang trên phòng hả chú? Sao vậy? Nó trên phòng rồi phải không? Bây giờ mà chú mới nói chuyện với con. Sao mà chú làm căng quá vậy? Trời ơi, con dạy cho chú cái chiêu rồi để mà tán gái. Bây giờ con chứ lạp đi Trang cái lời của con dạy. Bây giờ nó tè len tán lét luôn rồi nè. Vụ tán gái nào ta? À, cái vụ cô Tiên. Ủa tè len là sao? Không tè len tại sao chú ngồi đây chú uống rượu mình chú? Ủa, ngày nào chú không uống rượu mình? Thấy ngày nào cũng y chang vậy mà. Bớt lại ha. Mà chú có làm đúng như lời con dạy không? Làm đúng chú thuộc lòng luôn cái lời của con dạy trong người luôn á. Ủa sao kỳ ta? Chú làm sao bây giờ, chú làm lại cho con coi coi. Làm sao bây giờ làm lại ở đây với con hả? Đúng rồi. Trời ơi, làm sao làm được? Cái mặt con nhìn thấy nó kỳ lắm. Trời ơi, nói mất quan điểm nha. Thì chịu khó xíu đi, Chịu khó sao được, chịu khó nhìn cái mặt con nó kỳ cục quá sao làm. Rồi, con biết rồi. Đợi xíu. Có cách giải quyết cho chú luôn, đây. Giải quyết cách nào? Đó, này, chịu khó tưởng tượng. Đây, nó cái hình cô Tiên đây. Đó, thấy con là cô Tiên nè. Đó. Vậy luôn, vậy cũng được luôn hả? Đúng rồi. Đây. Rồi bây giờ là làm lại những cái gì làm với cô Tiên đúng không? Vô, làm đi Trang luôn. Rồi. Có nghĩa là, Tiên ơi. Sao? Hình như là cái môi của em có dính cái gì đó để cho anh chậm cho em nha. À, chú ngưng đi. Sao tự nhiên mới đầu vô là môi rồi? Thì cái môi cô dính giấy mà chú. Trời ơi chú. Lấy giấy là dùng cho cổ vậy thôi. Chú ơi, vậy là chết rồi. Chú không có học kỹ rồi. Tự nhiên mới đầu vô nói tới cái môi, cái chỗ nhạy cảm vậy. Thua rồi, fail là đúng rồi. Chứ làm sao? Còn dạy chú sao? Mình phải từ từ thôi. Mình từ tốn và từ trong tâm mình đẩy ra. Lấy sao con nói rõ chú nghe coi. Chứ chú con chỉ sao chú làm vậy mà. Hồi lúc là chú học dốt lắm đúng không? Ôi, xin lỗi chú, là chú học không có nhanh đúng không? Thôi bây giờ con sẽ chịu khó con dạy chú từ đầu trở lại luôn. Học nữa hả? Đúng rồi, người ta nói học nữa, học mãi mà. Bây giờ kiến thức con dạy cho chú không có nắm bắt được. Giờ con phải dạy lại từ đầu thôi. Con như là giờ chú tin chú một lần nữa đúng không? Phải tin con. Lần này là chốt hạ luôn, phải tin con. Phải tin con phải không? Đúng. Rồi bây giờ chú tạm tin con đi ha. Dạ. Coi như là nửa đời còn lại của chú hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào con đúng không? Hả? Rồi trước khi là dạy chú, giờ là làm cái cho nó có trớn đi. Dạ rồi, con rồi. Mời chú, con cảm ơn chú nha. Rồi phải. Đây là phải nghiêm túc học nha. Rồi con tự đó đi, con dạ. Tự đó đi, con không, tự không đó. Không có thêm bớt gì nha. Rồi nghe. Rồi nha. Nè. Rồi vô. Bỏ cái ra. Vô. Hoàng tử, anh thử cà phê bên em đi, xem hương vị như thế nào rồi nói cho em biết nha. Lộ này là Arabica phải không em? Đúng rồi, bọn em nhập khẩu trực tiếp từ Colombia đó anh. Hương vị cũng ổn đó, nhưng mà hình như là anh thấy thiếu cái gì á. Ủa, thiếu cái gì vậy anh? Thiếu em. Quỷ sứ à, nói người ta cũng biết ngại với bộ. Ủa, tôi có nói bà chị đâu. Tôi nói cô bé kia kìa. Cái thằng điên này, ranh con không mua thì bấm nút biến nha. Ở đây mà dở trò là bà cho bạc tay vô mặt đó, rõ chưa? Ủa, tự nhiên bà chị khó chịu tôi vậy? Khó chịu gì? Tôi giặt gì trong mã mới giờ tin không? Đi chưa? Già đầu mà còn vô duyên, không thử gì hết. Ranh con mà đặt mặt vét thì tán gái. Làm mất cái buổi đứng tư vấn. Thần kinh. Cái con thần kinh này nữa. Nghe khen cái đứng tủm tỉm vậy đó hả? Ừ, đâu có đâu. Không có thì bước vô đây. Ừ. Nãy giờ copy được tới đâu rồi? Ừ, nhiều ạ. Nhiều thực hành đi. Vâng. Mày vâng cái gì, mạnh dạn lên coi. Khí thế bình thường đâu, cái này kỳ cục vậy. Vâng. Vâng. Chị ơi, từ lúc em đứng ở đây chả có ma nào đi qua luôn ý. Sao ấy nhở? Ê, không phải là giờ em dở đâu bé.
mà chắc do cái dí em nó nặng quá đó. Thế thì phải làm sao ạ? Ừ mà nhiều khi chắc không phải do dí của em là dí của chị rồi sao ta? Bây giờ làm sao trời, làm sao đi giải đen ta? Chắc chị phải đi cô bói quá. Xin kia xin chưa? Ôi chị đẹp quá mày. Ừ tôi thử cà phê. Ok. Ôi thử cà phê chị. Hai chàng trai trẻ cũng nhìn thấy được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của chị hả? À con nói chị này không nói cô ơi. Nít ranh cái mặt bún ra sữa mà ở đó mà tán gái khó chịu vô cùng. Chị em thử cà phê chị. Ê tao nhìn thấy chị trước mày. Nào con bấm bít đó đi trước mày. Bít cái đầu mày tao đưa cho tao trước mày. Thế là mày. Ừ thôi được rồi không cần phải cãi nhau. Ai cũng sẽ được thử. Nhưng mà thử xong là nhớ phải mua cà phê cho chị đấy nhá. Chị khoan chị. Khỏi cần thử cà phê luôn. Đó 1 2 3. Đó 1 2 3 3 bịch cà phê nha chị. 3 bịch. Đúng rồi. Để em. Chụp em chị. Ừ 6 bịch nha chị. Lấy em 6 bịch. 6 bịch á? Tao có tiền, tao có quyền mày. Chị 10 bịch luôn. 10 bịch. 10 bịch cà phê. Để em 20 bịch đi. Gì vậy? Trời, 20 bịch. Em chắc không? Chắc 20 bịch luôn. Thế em muốn chuyển khoản hay là tiền mặt? Chuyển khoản chị. Ok. Chị bấm cho nó 40 bịch luôn. Em 20 bịch với nó luôn. 40 bịch luôn. Em chuyển khoản thôi nha chị. Ừ. Chị giao tới địa chỉ này. 40 bịch của em đưa dư trong đó luôn. Tặng chị luôn. Tặng chị thật á? Tặng chị thật luôn. Thế thì chị sẽ free ship hết cho tất cả các em luôn. Giao liền cho tụi em luôn chị. Ừ, có liền. Ok. Giao liền nha chị. Ừ. Rồi bye bye tụi em đi nha. Bye bye chị nha. Giao liền nha chị. Giao liền nha. 40 bịch nha. Ừ. Bye chị nha. Ừ bye bye. Bye bye hai em trai. Mày giỏi quá Trang ơi. Khó chịu vô cùng. Nhìn thấy ghét quá ha. Ừ. Ê, kinh nghiệm tán trai xương máu của chị từ đó tới giờ truyền lại cho nó vậy, nó hớt hết tay chân của chị kìa. Nhìn rất là ứa mắt luôn á. Nãy giờ em cũng thấy ứa mắt rồi đó. Ứa mắt thiệt hen hay là đau mắt dạ? Ờ, thì tụi nó tán gái của công ty mình thì mình phải tức thôi. Ôi chon Việt Nam làm gì biểu cảm ác quá trời. Thì được rồi má. Thấy nó cọc chưa? Hồi nó đinh như trong mặt bây giờ đó. Nó đinh là gì trời? Đinh là đánh đó má. Trời ơi. Kệ nó đi Hoàng. Biết sao không? Nó nghĩ cưng với con bánh bèo kia hai đứa là yêu nhau đó. Nên nó nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Ở đâu ra cái thông tin sai lệch đó vậy? Không có nha. Tao nói không có kìa. Ờ đã nói là giỡn rồi mà sao căng quá trời ha. Mấy này tao nói không có thì tụi đây đừng có vậy nó biết chưa. Mà nói đi nói lại á thì thấy con bánh bèo đó bữa nay nó không còn vô dụng nữa. Đã có dụng rồi, bán được hàng đó mình cũng như lây ha. Tao nữa, thấy rất là vui luôn mà chị biết ai vui nhất không? Ai? Anh Hoàng ha. Không vui nha, nãy giờ vẫn hơi bị nhây rồi đó. Ôi thôi. Trời ơi, cái mỏi giật trái cổi lên xuống kìa. Cái cổ mày bự hơn người ta luôn á má. Thì quá người ta con gái vô duyên quá. Ủa, vậy mà trái cổ bự nãy quá. Giờ cọc thiệt á. Nó cọc thiệt mày, nó đánh tao với mày đó. Chị không? Dễ bùa hả cưng? Không. Ý là làm phép cái gì thì phải nói. Đang tính tiền quá, phiền quá luôn á. Cà Tim ơi. Sao? Hôm nay chúng ta bán được tận 8 triệu lận đó. 8 triệu. 8 triệu mà một mình con bánh bèo vô dụng này nó bán thôi đó hả? Trời ơi, vậy tính ra hôm nay là nó hóa sói, hóa rồng đồ ha. Đâu có đâu ạ. Mọi người cứ quá khen. Em vẫn còn kém mọi người nhiều lắm ạ. Khiêm tốn, đừng có khiêm tốn nữa bé. Thành công của cưng cũng giống như thành công của bụng chị thôi. Chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Thôi, bé Trang hết vô dụng rồi ha. Có dụng rồi. Mọi người cứ nói như bình thường em vô dụng lắm ấy. Tự hào quá ha. Sao? Có một người thầy giỏi như anh thì em cảm thấy như thế nào? Bớt đi. Anh có dạy em được cái gì đâu. Là do em tự giỏi chứ. Thấy chưa, em nói rồi tụi nó quen nhau không bao giờ là sai hết trơn. Cái mỏ mày trước sau vậy cũng bị Hoàng nó đinh trong mỏ nhưng mà coi. Đừng có nhiều chuyện ngỡ má nó không có thích đâu.
Ơi, bây giờ chúng ta được về sớm và lại bán quá được luôn. Đi nhậu không? Má, trời có biết nhậu không? Hở ra đi nhậu đi trời. Con gái mà bụng nhậu hả bé? Trời ơi, đang tập dần dần á má. Má này hoài luôn. Ừ, nếu mà mọi người không muốn đi nhậu thì ngày hôm nay em sẽ khao mọi người ăn, có được không? Quên. Ủa vậy sao? Quá trời ơi. Ê, đi không? Đi chứ sao không đi má, đi ăn chùa mà ngu sao không đi. Ôi, cái mặt này ăn ké ghét quen ha. Trời, bữa nay là không no không về luôn nha. Rồi, quán cũ đúng không? Ok, quán cũ nha. Ok, rồi, gom đồ lẹ lên. Gom đồ lẹ lên. Gom đồ lẹ lên. Ôi, mấy giờ lên, gom vô. Gom đi. Cái gì vậy? Cái tim thất bại đó mà số liệu đẹp vậy luôn á hả? Trời trời, sao được, sao mà được? Có lộn không ta? Trời. Nghe. Chị ơi, cái đóng hồ sơ chiều qua em gửi mail cho chị á, chị nhận được rồi đúng không chị? Trời ơi, chưa có nhận được, gửi lại đi. Nghe, cái gì nữa? Em mới gửi lại cho chị rồi á, chị nhận được chưa? Trời ơi, đã nói là chưa có nhận được mà, gửi lại giùm cái đi. Dạ dạ, chờ em xíu. Gì mà tùm lum hết trơn vậy nè. Nghe nè chồng. Trưa nay á, thầy trường thằng con mình nghỉ đột xuất á, em qua đón nó giùm nha. Tại sao anh không đón giùm em đi, anh phải gọi em hoài vậy? Em còn bao nhiêu gì em chưa giải quyết xong nè. Đừng có gọi nữa. Ôi, trời ơi, điên luôn á. Tùm lum tùm la hết trơn rồi chẳng hiểu được. Trời ơi, tôi chưa dạy cô cái cách gõ cửa hay sao? Hả? Tôi... Dạ, 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 dạ sếp, em... xin lỗi sếp, em không biết là anh á, cho nên là em lỡ lời á, bỏ qua cho em nha. Làm cái gì mà căng quá vậy? Dạ, dạ không, dạ không, em không có gì hết trơn á. Anh cũng biết em trước giờ là luôn căng thẳng vậy mà. Không biết hôm nay giám đốc kiếm em có chuyện gì không ạ? Tất nhiên là có chuyện rồi. Dạ. Nè, coi giùm tôi cái sắp hồ sơ này. Dạ. Coi có lỗi gì không, sửa giùm tôi để tôi kịp đưa cho đối tác. Dạ, dạ, em biết rồi. Dạ. Làm liền, để tôi kịp đưa cho đối tác. Hả? Làm liền. Làm liền luôn. Là tức thời á. À. Cái gì vậy trời? Cái đống hỗn độn gì đấy? Chính tả thì sai chằng chịt. Đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi. Trời ơi, cái này mà cho đối tác đọc là chắc đối tác chửi chết quá. Bình tĩnh Loan ơi. Bình tĩnh lại Loan ơi. Đó vừa là sếp mày, vừa là chồng của sếp mày đó, vừa là ba của sếp tương lai nữa đó Loan ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao? Dạ. À, được. À, nhưng mà em cần nửa tiếng á. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng, nửa tiếng. Ủa sao? Cái sắp tài liệu này có vấn đề gì hả? Dạ có chứ. À, dạ không. À, ý em nói là cái này nó quá hoàn hảo rồi. Nó có vấn đề là ở em thôi. Vấn đề ở em là phải tìm sao để ra được cái những cái từ ngữ mà dở nhất để làm cho cái tài liệu này nó bớt hay đi. Tại vì bây giờ là anh làm cái tài liệu nó quá hay, nó quá hoàn hảo. Nhưng mà em cần tới nửa tiếng. Nó khó cho em cho đó, được không anh? Cô nói rất là đúng ý tôi nghĩ luôn. Phải làm cho nó bớt hay đi. Hiểu không? Để chi? Để cho đối tác khi mà đọc cái tập tài liệu này, đối tác sẽ bớt tự ti đi. Dạ đúng rồi. Người ta tự tin đến người ta mới làm việc với mình thôi, là người ta không hợp tác. Hiểu không? Đúng rồi. Chị quan nghe của em. Dạ. Dạ. Làm liền đi. Dạ anh về phòng đi. Nửa tiếng nha anh. Dạ dạ yên tâm. Để đó cho em. Nha anh. Nha. Trời trời. Trời trời. Sao mà Loan ơi Loan. Chú. Dạ. Tim đập nhanh dữ vậy ta. Chết rồi chết rồi. Không lẽ mình sắp chết. Trời ơi, lúc này mà chết là nguy hiểm lắm nghe. Trời chết tôi rồi. Tim rồi Loan ơi. Ây da.
mình đang ở đâu vậy trời? Trời, mừng quá em ơi, chị còn sống em ơi. Trời ơi, chị tưởng đâu chị chết rồi, chị tưởng đâu chị chết ở trong bệnh viện á, đâu thể nào được vậy. Chị đang một cái vị thế như vậy, chị có chết cũng phải sang trọng chứ đúng không? Đâu mà có chết đâu mà chết hẻo lánh vậy được. Mừng quá. Mừng qua đây chị ạ. Em qua nộp bản báo cáo này chị. Có gì? Ủa, chị có ổn không? Chị nói với em là làm xong bản báo cáo là nộp cho chị liền luôn.